còn nhớ Lusa nhắc serum của Suwosu trong top sản phẩm yêu thích của tháng 6 không? Bây giờ Lusa đã có full size và cả em First Care serum dòng mới nhất của hãng rồi nè. Cả First Care serum và Jinsen serum đều thơm mát mùi nhân sâm và thảo mộc. Với First Care, chúng mình sẽ dùng ngay sau khi rửa mặt, thấm khá nhanh và rất mỏng nhẹ trên da. Em này hứa hẹn sẽ giúp da căng bóng sau một thời gian dùng. Lusa thì chưa trải nghiệm sản phẩm đủ lâu, nhưng việc đưa chất xúc nhân sâm vào em First Care này á làm Lusa đánh giá cao hơn về sản phẩm rất nhiều. Jinsen serum đã giúp da của Lusa được cải thiện trông thấy trong cái đợt kích ứng vừa rồi, và cộng với lại độ dưỡng rất cao giúp da có sức sống hơn nè, và quan trọng là cảm giác nhẹ mặt khi dùng nữa, nên mình cực kỳ ưng. Đây là một trong những em serum high end xứng đáng được các bạn thử nè. Ngày 13 tháng 7 sẽ có đợt sale lớn nhất của Suwosu từ đầu năm đến giờ tại Shopee, và quà tặng sẽ được thiết kế full routine quá tinh ý. Đừng quên follow Lusa để xem da của mình có gì thay đổi khi dùng cả bộ sản phẩm của Suwosu không nha.